2 đêm thi, 13 trên 18 thí sinh giành được tấm vé đi tiếp đã lộ diện. Đêm nay, chúng ta sẽ tìm ra những giọng ca cuối cùng được bước vào vòng trong. 7 thí sinh nhưng chỉ còn có 5 tấm vé. Ai sẽ nắm được cơ hội này? Lời ru bay vòng cành diêu, thân cò lăn lội mấy chiều xa sông. Lời ru ai đò ngóng trông, muốn về quê mẹ mà không có đò. Không đến một lần xa cách trăm vạn lần thương, cũng đâu nghe tiếng tình yêu dối hương. Những chiều không anh đến tìm, thương dài từng bước cô đơn. Lúc vàng cuối cùng sẽ thuộc về ai? Cùng đến với đêm thi thứ 3 của Nhà Nông Tự Tin để tìm câu trả lời. Cho phép Thanh Bạch gửi lời chào mừng quý vị đang đến với chương trình đặc biệt được mang tên Nhà Nông Tự Tin. Thưa quý vị và các bạn, Nhà Nông Tự Tin 2023 sẽ mang lại những điều bất ngờ thú vị trong âm nhạc đến từ các nhà nông của chúng tôi từ khắp mọi miền đất nước. Thưa quý vị, chương trình Nhà Nông Tự Tin phát sóng lúc 20 giờ tối thứ bảy trên đài truyền hình Vĩnh Long, 21 giờ 20 tối thứ bảy trên đài phát thanh truyền hình Phú Thọ. Chương trình do Công ty Cổ phần Sáng tạo và Giải pháp Truyền thông số Á Châu thực hiện. Xin được chân thành cảm ơn đơn vị quảng cáo truyền thông chính Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn đơn vị quảng cáo truyền thông đồng hành Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam và Công ty Cổ phần Super Phosphate và Hóa chất Lâm Thao. Thưa quý vị và các bạn, tất cả thí sinh đã tụ họp đầy đủ để chuẩn bị lên sóng truyền hình. Mời quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón thí sinh đầu tiên. Phân bón Miền Nam hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ra phố hôm nay thấy buồn lên mắt, đường chiều man mác như gợi niềm thương, chờ người yêu đến cùng chung ngõ hôn, với vòng tay xanh đón mời cho đời lên ngôi thân thành. Đôi mắt em say giữa rừng thiều nắng, một loài hoa vỡ bên trời chiều hoàng. Đường chân soi bóng còn in dáng gầy, phím sầu rơi theo cuối tuần chôn vùi ngày tháng đã. Xa nhau một lần mà lại
tuần không đến, một lần xa cách trăm vạn lần thương, cũng đâu nghe tiếng tình yêu dối hương. Những chiều không anh đến tìm, thương dài từng bước cô đơn. Nhưng mà cái quyển chuyện đó rất là theo, hay quá, nghe hay. Người mình yêu vắng xa nhau một lần mà lòng như thấy lâu rồi. Mưa gió nên anh cuối tuần không đến. Xin cảm ơn thí sinh Nguyễn Thị Hường. Quý vị thân mến, bây giờ là 30 giây để bình chọn cho nàng. Thời gian xin được phép bắt đầu. Thời gian 30 giây thật là nhanh đúng không ạ? À, hãy chia sẻ một đôi điều về bản thân mình. Em tên là Nguyễn Thị Hường, em sinh ra và lớn lên ở Hải Dương nhưng mà quê gốc của em ở Hưng Yên ạ. Bố mẹ em trước đây thì đi thoát ly làm công nhân ạ. Nhưng mà sau đó thì mẹ em bị ốm nên là hai mẹ con về dưới Hưng Yên, còn bố em vẫn công tác ở trên Hải Dương ạ. Nên là bây giờ em làm vườn ở dưới Hưng Yên với mẹ em và mẹ chăm sóc mẹ em ạ. Xin mời giám khảo nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Em có một chất giọng rất ngọt ngào. Khi em cất cái giọng lên là nó có cái chất âm nhạc ở trong đó và nó có chất trữ tình trong đó rồi. Nhưng mà anh chỉ góp ý em một tí tẹo thôi. Nếu như em được bước vào vòng trong nha, thì khi mà em hát á, cái khẩu hình á, của em phải thoát ra, phải rõ hơn. Và hơi của em á, phải cho nó mạnh hơn. Tại vì anh thấy là em hơi em khỏe lắm chứ không phải là như vậy. Tại vì em đang cố tình em ếm nó lại. Nha. Chị Hường hát mình cảm nhận là gần đến nỗi giống như là đang ở nhà mình nghe chị của mình hát vậy đó, nó thân thuộc đó vậy. Chỉ còn thiếu một xíu nữa thôi là không, mong rằng là những cái lời bài hát nó rõ hơn xíu nữa là perfect luôn. Còn Khanh, em nghĩ sao về giọng hát này? Tiếng hát của chị em nghĩ nó giống như là một dòng nước chảy, nó rất là êm và nó nhẹ. Khanh đồng ý với anh Long và chị Hữu là mình có thể hát như thế nào đó để cho khán giả thấy được có nội lực trong giọng hát, cũng như là mình hát rõ lời hơn, thì không có cách gì khác hơn là mình phải hát mạnh hơn. Tuy nhiên em vẫn rất muốn chị giữ được cái sự tiết chế nhất định mà bản thân chị có, bởi vì khi mà mình giữ lại thì người ta sẽ muốn tìm hiểu nhiều hơn. Xin cảm ơn ba vị ban giám khảo để chị Hường có thể hiểu và rút được kinh nghiệm cho lần sau. Và lần sau có đến hay không là tùy thuộc sự bình chọn của quý vị khán giả ngay bây giờ. Xin mời.
Thưa quý vị, và hãy cùng chúng tôi chờ đợi xem thí sinh nào sẽ thể hiện ngay sau đây với những cái cung bậc càng khác, càng hay, càng đặc biệt quý vị nha. Đừng khóc, đừng buồn nghe em, chỉ làm cho thêm đớn đau. Tàn đêm nay làm mình chia tay, một người xa cách phương trời. Tình lỡ một người sang sông, một người lẻ rơi đứng trong. Em hỡi, còn gì cho nhau, hay chỉ còn nỗi nhớ thương đầy vơi. Em ơi, đêm nay vẫn trắng kia như chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mặn nồng. Đêm nay hai đứa một vần trăng xưa, mà đôi tim cách xa. Ôm bao đau thương, mình anh cô đơn trốn đây. Ngày mai em ra đi trốn giấu bao kỷ niệm, trôi theo năm tháng để lại nơi đây mình anh với vần trăng cô đơn. Đừng buồn nghe em, chỉ làm cho thêm đớn đau. Tàn đêm nay là mình chia tay, một người xa cách phương trời. Tình lỡ một người sang sông, một người lẻ rơi đứng trong. Em hỡi, còn gì cho nhau, hay chỉ còn nỗi nhớ thương đầy vơi. Vẫn trắng kia như chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mặn nồng. Đêm nay hai đứa một vần trăng xưa, mà đôi tim cách xa. Ôm bao đau thương, mình anh cô đơn trốn đây. Ngày mai em ra đi trốn giấu bao kỷ niệm, trôi theo năm tháng để lại nơi đây mình anh với vẫn chẳng cô đơn. Xa rồi những tháng ngày vui, xa rồi dấu yêu thuở nào, xa rồi em nhớ gì không, hay em chìm đắm trong tình mới. Ôm bao đau thương, mình anh cô đơn trốn đây. Ngày mai em ra đi chôn giấu bao kỷ niệm, trôi theo năm tháng để lại nơi đây mình anh với vẫn chẳng cô đơn. Thưa quý vị, thí sinh Đặng Thanh Nhật là thí sinh nhỏ tuổi nhất của chương trình chúng ta, đến từ Vĩnh Long. Thanh Nhật hiện đang là sinh viên ngành sinh thái. Ngoài thời gian học tập, Thanh Nhật còn phụ gia đình làm nông, thi thoảng thì đi hát cho các quán cà phê để thỏa đam mê và cũng kiếm thêm thu nhập. Thưa quý vị, 30 giây tiếp tục bình chọn cho Thanh Nhật xin được bắt đầu. Vầng trăng cô đơn, con có bao giờ có ở trong hoàn cảnh của nhân vật của bài hát không? Dạ chưa, con chưa thất tình.
Chưa thất tình. Xin mời Lương Bích Hữu hãy chia sẻ với người chưa thất tình. Chưa thất tình tức là chưa yêu. Chưa thất tình không có nghĩa là chưa yêu nha. Chị có một cái hình thành trong đầu của chị là có thể là cái giọng hát của em hát bolero mạnh hơn là cái hát cái dòng nhạc về nhạc trẻ. Không biết có đúng hay không? Dạ đúng ạ. Có một điểm là em bị quên cái khúc đó em hát. Nhưng mà em bắt lại quên được. Nhưng mà em bắt rất là nhanh. Em vô đúng lại. Em ơi, còn gì cho nhau, hay chỉ còn nỗi nhớ thương đầy vơi. Vẫn trắng kia như chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mặn nồng. Cho nên là đánh giá cao về cái vấn đề đó. Nếu mà nói về giọng hát của em á, có cái độ dày bắt mic dữ lắm. Như nãy chị Hữu nói là có một cái lúc em đang feel, em feel quá cái em quên là cái nhịp tới là nó phải cai vô lại. Em rất là gọi là rất là nhanh, em rồi, bắt lại được chữ, nhưng mà bắt lại bắt lại được. Nếu như bước được vào vòng trong, chọn cho mình một cái âm nhạc nào phù hợp với mình nhất. Xin cảm ơn phần chia sẻ chân tình của ban giám khảo. Và bây giờ thì chúng ta hãy xem là sẽ có bình chọn cuối cùng trong tiết mục này là như thế nào. Thưa quý vị và thí sinh nào sẽ tiếp tục chương trình của chúng ta ngày hôm nay để chia sẻ tình yêu âm nhạc trong Nhà Nông Tự Tình. Nghiệp.
đèn soi bóng đêm, sương rơi chân mềm sao rơi bên thềm, hàng cây giá băng xoay cơn mê đầy tìm đến bên em, vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm, anh hỡi anh lời hứa xưa đã phai, anh ơi có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai sâu. Khóc ai sâu này. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức phần dự thi của thí sinh Nguyễn Thị Ánh Duyên. 30 giây bình chọn tiếp tục để nâng số bình chọn lên. Xin mời tất cả quý vị khán giả trường quay chuẩn bị bắt đầu. Ba mươi giây đã xong và chốc lát nơi đây chúng tôi sẽ công bố số bình chọn của quý vị khán giả. Không biết là bạn đi bằng phương tiện gì từ Sóc Trăng lên thành phố Hồ Chí Minh. Con thấy là ở trong chương trình đó mấy bạn ở xa ở ngoài miền Bắc á, thì được chương trình hỗ trợ cho đi máy bay. Dạ. Còn con thì ở miền Tây cho nên là con đi có cái gì con đi đó. Dạ con đi bằng xe tải. Xe tải là sao? Sao không đi bằng xe đò mà đi xe tải? Dạ tại vì ở nhà em con có xe tải, cái mình chở đồ lên chợ. Dạ đúng rồi, lên chợ Hóc Môn á, rồi mình bán rồi xong rồi con có gian con ngồi cabin, con làm lơ luôn. Nhưng mà đến với chương trình này chắc bạn cũng vượt qua nhiều thử thách để có thể có một sự quyết định là mình tham gia chương trình. Thì cái động lực để bạn đến với chương trình là gì ạ? Tuổi thơ của con lớn lên á thì là nghe giọng cổ rất là nhiều, và đặc biệt là anh Kim Tử Long, là cái thời đó rồi mưa bụi rồi mấy tuần cải lương á, chỉ hóng là ngồi làm cỏ hay nói ừ bữa nay là tuần gì. Con còn nhớ cái tuổi thơ của con nó in đậm rất là sâu luôn. Thôi vậy thì em hãy cất tiếng hát để thay lời muốn nói. Chị vậy hát một đoạn ngắn cải lương. Đúng rồi. Đúng rồi, quá hay. Ai đã cùng em thề câu nguyện ước, trầu cau mâm quả đưa sang đàn trai đón dâu về. Chim quyên có bằng có bầy, nở sao anh để lẻ bầy lòng em. Có thương có nhớ quê nhà thì cho em đâu em nhớ hoài tình anh. Ủa con đó con hả? Hay quá Duyên ơi. Trước tiên là anh cảm ơn em đã nhớ những cái tuồng cải lương, những bài hát trong mưa bụi của anh vào những thập niên 90. Mà nói về giọng hát của em ngày hôm nay á, nếu mà nói chữ điêu luyện á thì đúng là giọng hát của em có sự điêu luyện ở trong đó. Ngọt ngào, nhã chữ rất tốt luôn. Chỉ có một đoạn chút xíu là em hơi bị chệch choạc cái nhịp đó thôi. Nhưng mà không sao, em lấy lại ngay lập tức. Cái điều đó là cái điều mà để nói lên cái sự bản lĩnh của em. Em cảm ơn. Giọng của em rất là bắt micro. Và cái âm của em nó rất là chắc, mà nó không phải là nó chắc cứng, mà nó chắc ở trong đó, nó có cái sự mềm lả lơi ở trong đó. Chúc mừng em. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi xin được tổng kết số bình chọn của ban giám khảo và của tất cả quý vị có mặt. Xin mời. Bây giờ thì thí sinh tiếp theo sẽ phải như thế nào để có thể chinh phục được tất cả quý vị hôm nay cũng như ban giám khảo? Cho một tràng pháo tay mời thí sinh tiếp theo. Khi ta vừa thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên,
và ta đã thấy mặt trời rào rực trên môi em, và ta vừa thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên, và ta vừa thấy mặt trời rào rực trên môi em. Vội vàng em ra đi, đi qua lời ước thề, những ngọn sóng bờ mê vô lòng ta tê tái. Vội vàng em ra đi, đi qua lời bão giông, những ngọn gió mùa đông sẽ lòng ta cay đắng. Vì sao lỡ vội nói ra đi, vì sao lỡ vội vã ra đi, lúc con tim còn lặng bao yêu thương. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vượt qua số phận cớ sao không, vượt lên chính mình cớ sao không, bầu ca xưa còn gọi ta mãi mãi ngẩng đầu lên. Và ta vừa thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên, và ta vừa thấy mặt trời rào rực trên môi em, và ta vừa thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên, và ta vừa thấy mặt trời rào rực trên môi em. Mười giây bình chọn hãy còn mở, tiếp tục bình chọn thì quý vị ơi, 30 giây bắt đầu. Tôi nghe đồn anh cũng làm MC đám cưới đám tiệc, thôi nôi đề tháng. Lê xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Và cũng thưa xin trả lời câu hỏi của anh là để đam mê cái niềm ca hát thì Lê cũng xin đi làm MC để vừa mình có cái thu nhập.
đám cưới cũng được thỏa mãn cái niềm đam mê ca hát đó. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, thì để giải thích quý vị rõ được hơn là khi làm MC đám cưới thì những bài hát đầu tiên thường là người MC, người dẫn chương trình sẽ có quyền hát, bởi vì lúc đó người ta mới nhập tiệc, người ta còn đang chưa có ăn uống gì hết, thì MC là cái khoảng trống thời gian đó để mình được hát. Vì muốn được hát cho nên nó làm MC. Anh cảm thấy cái bài hát vừa rồi anh có đã chưa, hay anh còn bài nào đã hơn? Có hàng thông xanh trong đôi mắt em, có dòng xe san trong đôi mắt em, wow. Có hương du cần say men, có ngọn lửa nào đang nhen trời vơi. Ngày nông của anh là chuyên môn là về chăn nuôi hay trồng trọt ạ? Lên làm hồ tiêu và cà phê. Khi đến tham gia, Lê cũng có một chút quà gọi là hương vị quê nhà. Xin được kính tặng ban giám khảo và ban thân bạch. Chết rồi. Cái quà như thế này hồ tiêu dễ quá. Trời đất ơi. Cảm ơn chú nhiều. Tiêu sọ. Cảm ơn anh Lê. Xin nhận. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ, xin mời chị chia sẻ từ ban giám khảo với sự tham gia dự thi và bài hát vừa rồi của một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường, Và Ta Đã Thấy Mặt Trời. Khi mà anh biểu diễn á, ba người ngồi ở đây á, là có cảm giác như là anh là một ca sĩ thực thụ vậy đó. Tại vì anh rất là tự nhiên và anh không có gò bó, anh không có sợ sệt gì cả. Anh hát mà làm giống như là anh đang là ở nhà một mình vậy đó. Anh có một cái gì đó nó làm cho người ta cuốn hút, mà đó mới gọi là cái đặc biệt của một người ca sĩ. Chúc mừng anh. Cái điều nghệ sĩ Kim Tử Long cảm nhận nó có một điều đặc biệt nữa, đó là giống như là ban giám khảo mơ ước á, cái chất rock của anh nó vẫn có cái máu nông dân ở trong đó. Những động tác của anh nó có nhiều cái mộc mạc, cái tự nhiên của mình, và chính điều đó anh nên giữ. Xin mời giám khảo Đinh Bích Hữu. Trong cái khoảng thời gian mà anh hát chay nữa, để phô thêm những cái gì mà máu lửa của anh. Tại vì thường hát chay ít có thể thể hiện được cái sự máu lửa, nhưng mà anh vẫn có thể làm được. Còn Công Khanh thì sao? Dạ, đầu tiên là con chúc mừng cho chú Nhã Lê với một cái tiết mục rất là tuyệt vời vừa rồi. Hỏi có cháy hay không thì chắc chắn là rất cháy. Dạ, và cái điều mà mình chỉ cần lưu ý rất là nhỏ thôi, đó chính là về cái cột hơi, và cũng như là mình điều tiết hơn về cái âm lượng. Ví dụ như mình xử lý cái micro sao cho nó khéo léo hơn một chút xíu, để tránh những cái trường hợp mà người ta đang máu, người ta lại bị giật mình. Tại vì nhiều khi có những đoạn chú hát hơi lớn hơn thôi, nhưng mà thật ra cái bài hát này nó cũng rất là trọn vẹn. Chúc mừng chú. Và thưa quý vị, bây giờ việc gì đến sẽ đến. Chúng tôi xin mời với cổng bình chọn cho xem kết quả từ thí sinh Nhã Lê. Bình chọn. Xin chúc mừng anh Nhã Lê. Thưa quý vị, và bây giờ hãy xem thí sinh nam hay là thí sinh nữ sẽ tiếp nối chương trình Nhà Nông Tự Tình hôm nay. Trong lòng hỡi hoa hồng,
vòng tay mình trao cho nhau. Tình còn đây, lặng nghe đêm trôi, em cho anh bao phút giây em đêm. Giờ tình xa nơi đâu, chỉ thấy anh trăng dần trôi. Tình ta giờ đã mãi mãi cách chia xa, như trăng xưa biết sẽ trôi hoài. Quý vị, thí sinh Đỗ Thị Hồng Thắm đến từ Bắc Giang. Thời gian 30 giây bình chọn. Xin mời tất cả quý vị khán giả. Nữ thí sinh Đỗ Thị Hồng Thắm là một nhà nông đến từ Bắc Giang. Hiện tại cô đang canh tác lúa và đặc biệt là có tới 4 hectare cây keo. Cây keo của em được mấy tuổi rồi? Có những đồi thì cũng vừa mới trồng hoặc là có những đồi thì vừa mới khai thác xong ạ. Cây keo này là cây gỗ keo mà để làm sản xuất giấy. À, để chế biến thành giấy. Dạ vâng, và cây keo ở nhà em thì có khoảng 5 năm là sẽ được khai thác một lần ạ. Rồi bây giờ ở nhà em là em trồng hay là bố mẹ em trồng? Em và bố em, và cũng phải thuê người trồng nữa. Bởi vì là rất là nhiều, và nhà em thì bố em cũng già yếu rồi, nên là không có cái sức khỏe để mà đi trồng nhiều như thế được, nên là vẫn phải thuê mà mình cũng phải đi trồng. Em thì vẫn ở nhà, vẫn đi cấy lúa, cắt cỏ bờ, và em cũng làm được hết. Vậy thì anh hỏi em là em đi, em nói là em trồng cây rồi em trồng lúa rồi hết. Vậy thì ban tổ chức mới gắn cái móng tay cho em đúng không?
Dạ, cái điều này có lẽ rằng là rất là nhiều quý vị khán giả sẽ thắc mắc, có thể là khi mà lên sóng, nhưng mà em xin phép được chia sẻ một chút. Tại vì là em cũng sắp cưới chồng ạ. Và sau khi chương trình về thì em sẽ là đám cưới luôn, nên là em không có thời gian để làm móng tay. Nên là rất mong là toàn thể quý vị sẽ thông cảm cho em ạ. Chúc mừng em. Ngày hôm nay em hát rất tốt, rất tuyệt vời. Dạ, cảm ơn anh ạ, cảm ơn toàn thể quý vị. Anh không hiểu là tại sao em lại chọn một ca khúc khó như vậy để em tham gia chương trình Nhà Nông Tự Tình. Dạ, do ban tổ chức đưa, mà khi mà ban tổ chức đưa thì cái bài hát này em cũng chưa nghe bao giờ ạ. Ồ, vậy thì càng vỗ tay to lên đi quý vị. Thắm ơi, bài này bạn chưa nghe bao giờ. Vâng ạ. Nhưng mà thật sự đây là một bài hát rất là quen thuộc. Khanh nghĩ rằng nó cũng không quá khó khăn để mình học về melody đâu. Một cái đáng khen. Nhưng mà âm vực nó khó lắm em ơi. Âm vực khó, nhưng cái mà bài này như vậy thì mới thể hiện được cái chất giọng của bạn ấy như thế nào. Cái điều mà đáng lo lắng nhất của mỗi người là mình rất ngại xử lý phức tạp này, và ý phiêu nói gì đó. Nhưng Hồng Thắm được một cái điểm là bạn rất chịu phiêu đó. Và bạn phiêu câu nào là gần như là trọn vẹn câu đó. Đừng Bích Hữu có muốn bổ sung điều gì không ạ? Bổ sung về một cái điều gì đó của cá nhân bản thân. Chắc là thời gian mà xem sóng đó thì cũng là cái đoạn thời gian mà hai người đang ở bên cạnh nhau rồi, nên là chắc chắn là sẽ rất là hạnh phúc. Lãng mạn dữ nha. Em cảm ơn chị ạ. Thế nhưng mà em có thể là được nói vài câu trên sóng truyền hình với cả bố em được không ạ? À, được. Chọn là chọn nói với bố. Con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con và cho con có được một cái giọng hát, một cái hình hài bình thường như mọi người. Con chỉ mong là bố luôn luôn là giữ sức khỏe, mạnh khỏe, và bố yên tâm là tự hào về con. Xin cảm ơn rất nhiều. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ chờ đón kết quả bình chọn bao nhiêu phần trăm. Xin mời em hướng về màn hình. Cảm ơn Hồng Thắm đã dành thời gian quý báu của mình để đến với chương trình. Xin cảm ơn em. Cho con ôm lại
những bài ca dao. Con nít vui đùa trên sông, nhớ sao tuổi thơ trên non nước này, bồi hồi con nhớ. Từ đầu khi mà chú nghe con hát đó, chú có cảm giác như là cái dòng nhạc này không phải là dòng nhạc của con hát. Chắc có lẽ là một phần hồi hộp nào đó, có một số đoạn em hát là không có mượt cho lắm. Khanh nghĩ rằng bà cũng biết được thế mạnh của mình và đâu mới là sở thích thật sự của mình trong âm nhạc. Cho nên mình cứ chọn đúng cái sở trường của mình. Bộ đội từng giờ mê mông,
ru của mẹ ai đóng thằng này à. Môi chung chiến ngâm đầy lời ru. Và bây giờ cổng bình chọn cần tiếp tục mở thêm 30 giây để bình chọn cho thí sinh Đặng Quang Bình với ca khúc Lời Ru. Bắt đầu. Thưa quý vị, thời gian bình chọn đã hết. Em đã có đôi lời tự giới thiệu về bản thân mình. Em tên là Đặng Quang Bình ở Ninh Thuận. Dạ, em sinh năm 76, em là người Chăm. Người Chăm. Ồ, người Chăm. Anh ơi, anh làm bao nhiêu sào ruộng? Dạ, ở nhà em cũng được 5 thành viên, nhưng làm 3 sào ruộng. Mỗi lần vào mùa là em phải đi ra gặt, hái, rồi cấy gì là một mình em luôn? Dạ không, em có con trai năm nay 23 tuổi rồi, con gái đầu 25 tuổi, con trai sau 23 tuổi và thằng Úc 3 tuổi.
Có một ông 3 tuổi đó. Vậy là mỗi lần mà khi mà mình ra ruộng như vậy đó thì cả gia đình ra làm? Dạ, chỉ có hai cha con thôi, tại vì hai cha con là đàn ông. À, cái bài hát vừa rồi nó không phải là một cái gì, nó là kỹ thuật quá điêu luyện. Nhưng khi nghe mình hát, người ta có cảm giác như là một cái gì tự tình, một cái gì một tình cảm. Và đặc biệt hơn nữa là khi mà Bình hát đó, cái diễn cảm của Bình nó rất là tự nhiên, rất là nhẹ nhàng. Bài hát này là Bình đã hát thường xuyên không? Đây là bài hát em chương trình giao cho em hát. Lúc đầu em cũng không dám hát tại vì khó hát quá. Nhưng mà em cố gắng. Những cái liên lai đó làm cái chất đúng với lại cái bài hát Lời Ru này. Đối với Kim Tử Long, bài hát này là một cái bài hát mà Long cảm thấy hay nhất cho tới thời điểm này. Dạ, em cảm ơn rất nhiều. Và trái tim mỏng manh của giám khảo Lương Bích Hữu thì như thế nào? Anh hát bài này á, giống như là đang vẽ cho Hữu một cái bức ảnh mà Hữu nghe và Hữu hình dung ra được luôn, là một người cha tốt và đang ẵm đứa bé mà đang ru con ngủ và nhìn cái làn môi của con chín chím và chăm sóc cho con thật là chu đáo, mà có thể thể hiện được ra tất cả những cái tình cảm đó thông qua một bài hát thực sự khó, không đơn giản. Xin cảm ơn. Xin mời giám khảo Bạch Công Khanh. Chú Đặng Quang Bình hát một cách rất là tự sự, với một phong thái rất tự nhiên. Và đây là Nhà Nông Tự Tình. Cho Long hỏi anh Bình, ở nhà Bình là trụ cột chính đúng không? Dạ. Yeah. Và lo hết cho các con. Dạ. Yeah. Đứa lớn nhất là hiện nay là học đại học. Dạ không, con gái đầu học hết lớp 12, nhưng mà gia đình không có đủ điều kiện để cho con đi học xa hơn. Yeah. Gia đình không đủ điều kiện. Nhưng mà đối với em cảm nhận là anh đã làm rất tốt rồi. Tại vì học hết lớp 12 mà. Cái môi trường sống của bạn để mà học hết lớp 12 là cũng đâu phải là đơn giản, mà anh phải lo cho những em nhỏ khác nữa. Nên là anh đã làm tốt lắm rồi. Mỗi một con người đều có một cái cuộc sống riêng, một hạnh phúc riêng. Thì cái hạnh phúc mà được che chở cho gia đình mình đó, đó là cái niềm hạnh phúc lớn nhất, không có tiền bạc nào mà có thể đánh đổi được. Và vì vậy cho nên là khi mà nghe Bình nói mình là trụ cột cho gia đình, rồi phải đi ra ruộng, ra rẫy để mà làm ruộng, để mà nuôi gia đình đó, đó là cái điều mà Kim Tử Long cũng như là Hữu và Khanh rất là cảm động. Với cái làn da gọi là rám nắng này, nó quá tuyệt vời luôn. Ai là người năn nỉ anh đi thi nhiều nhất, hay là tự anh quyết tâm anh đi mình on? Thực ra em rất thích hát, em hát thích hát từ lúc mà tuổi thanh niên á, em mê hát lắm, nhưng không có cơ hội được như thế này. Mỗi lần em lên sân khấu em run quá. Em chưa hát đám cưới luôn, mặc dù thích hát nhưng mà khi lên đám cưới em sợ. Do chính niềm đam mê đã dẫn dắt anh đến đấy. Nút vàng này anh sẽ dành tặng riêng cho gia đình em. Nút vàng vô thẳng phòng khâu. Yeah, tuyệt vời chưa anh ơi? Và thưa quý vị, nói gì thì nói cũng phải xem Bình chọn như thế nào nha. Còn anh, hãy nhìn xem. Đây xem chơi thôi, chứ kết quả có rồi. Bắt đầu. Với tổng số bình chọn, thiệu ban giám khảo và khán giả là 96%. Chúc mừng Quang Bình. Thưa quý vị, sau 3 chương trình phát sóng, chúng tôi đã tổng kết lại số điểm, số phần trăm của các thí sinh và xin công bố kết quả ngay sau đây. Hai thí sinh được nút vàng vinh dự vào thẳng vòng trong, đó là thí sinh Đặng Quang Bình, 96%. Chúc mừng, xin mời bước lên. Cùng với Đặng Quang Bình xin chúc mừng E. Floyd, 96% nút vàng. Xin được chúc mừng hai quý vị quá tuyệt vời. Và ghế đang chờ sẵn sàng, xin mời hai quý vị vào vị trí thí sinh nút vàng. Kính thưa quý vị khán giả thương yêu của chương trình Nhà Nông Tự Tình, cho phép chúng tôi công bố thí sinh cao điểm nhất để đứng đầu bảng bước lên ngay bây giờ là Trần Ngọc Đỉnh, 98%.
thí sinh tiếp theo 97%, đó là bạn Văn Tình. Và cùng 97% thí sinh Nguyễn Văn Cường. Thưa quý vị, ở vị trí 96%, chúng tôi xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Văn Đông. Ở vị trí 94%, chúng tôi xin được chúc mừng thí sinh Đỗ Thị Hồng Thắm. Tiếp theo vị trí 93% có hai thí sinh. Chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Hường 93%. Và cùng 93% là thí sinh Lê Thị Kim Hồng. 92% thí sinh nam Lê Bá Duy. Chúc mừng. Ở vị trí thứ 9, 88%, Nguyễn Thị Thanh Thúy. Chúc mừng. Và thí sinh có 87% xin được giới thiệu bây giờ, Nguyễn Văn Bình. Với bình chọn 86%, xin được chúc mừng Nguyễn Thị Ánh Duyên. Vị trí 85%, thí sinh Dương Trung Hiếu. Và vị trí 82% bây giờ sẽ là Nguyễn Minh Công. Thưa quý vị, và 4 thí sinh còn lại trên sân khấu cùng chung một số bình chọn là 81%. Thưa quý vị, tổng số thí sinh của vòng này sẽ là 18 người, nhưng hiện nay tổng số chúng ta đang là 19 người. Như vậy, 3 vị trí tiếp theo để đủ 18 người thuộc về 3 giám khảo bình chọn. Cho một tràng pháo tay sự lựa chọn từ giám khảo Lương Bích Thủy. Và người chọn cổ hủ dành cho bạn. Trần Văn Thảo. Trần Văn Thảo, chúc mừng bạn. Xin mời bạn hãy bước lên và vào vị trí an toàn. Tiếp theo xin mời giám khảo Bạch Công Khanh. Khanh sẽ chọn Đặng Thanh Nhật. Chúc mừng Đặng Thanh Nhật. Thưa quý vị, và bây giờ là sự lựa chọn thứ 3 từ giám khảo nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Xin mời. Ba người ngồi ở đây á, là có cảm giác như là anh là một ca sĩ thực thụ vậy đó. Giọng em chạm vào trái tim của anh. Sự được chọn tiếng hát của Phạm Nhã Lê. Phạm Nhã Lê, chúc mừng. Dạ vâng ạ. Trước lúc em làm ra về, cho em xin phép được hát một câu quan họ được không ạ? Người ơi, người ơi, em về. Người về. Lại cũng có ướt đầm như mưa. Người ơi em về. Anh cảm ơn em đã có mặt trong chương trình Nhà Nông Tự Tình. Và vừa rồi anh có gọi một cuộc điện thoại cho ban tổ chức. Vì chương trình mình chỉ có 18 người để bước vào trong thôi. Anh đã xin ban tổ chức cho anh thêm một cái quyền nữa, cho anh được một cái nút cảm xúc. Mà đây là những gì mà cảm xúc nhất trong lòng của anh khi thấy em là một tiếng hát, một nhà nông. Khi em bật khóc trong cái bài thi của em, nó hồi hộp, nó lo âu. Và quan trọng hơn nữa là cái cảm xúc đó nó đi từ trái tim của em. Vì vậy cho nên
anh đã quyết định xin cho bằng được cái nút cảm xúc đó để chương trình Nhà Nông Tự Tình hôm nay không phải là 18 thí sinh bước vào vòng trong mà là 19 thí sinh. Trên cả tuyệt vời, chúng tôi yêu Nhà Nông Tự Tình. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng tôi hẹn gặp lại vòng thi tiếp theo được đăng kênh Vòng Thi Ranh Giới. Và quý vị đừng quên theo dõi trên sóng truyền hình lúc 20 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2, 21:20 trên kênh phát thanh truyền hình Phú Thọ. Xin hân hạnh được cảm ơn đơn vị quảng cáo truyền thông Vĩnh, Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, đơn vị quảng cáo truyền thông đồng hành Công ty Cổ phần và Công nghiệp Cao su Miền Nam cùng Công ty Super Phosphate và Hóa chất Lâm Thao. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại lần sau. Nhà Nông tiếp tục tự tin. Mừng thí sinh Bùi Thị Thúy đã được bước tiếp với chương trình. Tiếp theo là vòng ranh giới với 19 thí sinh, tìm ra 10 thí sinh được quyền ngồi vào 10 chiếc ghế danh dự. Hai thí sinh giành được nút vàng là Yvoy và Đặng Quang Bình sẽ an toàn trong vòng thi sau. 17 thí sinh còn lại cạnh tranh với luật thách đấu trực tiếp để giành lấy 8 chiếc ghế còn lại. Vòng ranh giới với luật thi vô cùng khốc liệt, gây cấn và nhiều bất ngờ sẽ đến vào tuần sau. Chúng ta cùng đón xem chương trình Nhà Nông Tự Tình phát sóng lúc 20 giờ thứ Bảy ngày 4 tháng 11 năm 2023 kênh truyền hình Vĩnh Long 2. 21:20 thứ Bảy ngày 4 tháng 11 năm 2023 trên kênh truyền hình Phú Thọ.